Cơn thập tự nhất sinh không thể quên của danh ca Evis Phương Trong hồi ký dòng đời, Evis Phương kể cha từng cấm cản ông theo nghiệp ca hát, đến thời điểm nào cha nguôi ngoai và chấp nhận việc ông theo đuổi ước mơ ca hát. Hai năm sau khi tôi bị cha đuổi ra khỏi nhà, một buổi tối sau khi hát xong, lúc trở về nhà thuê nơi tôi đang ở cùng ban nhạc thấy mẹ ngồi sẵn. Bà nói, ba nhớ Phương và muốn con về nhà, thế là được trở về nhà, tôi vui sướng vô cùng vì biết rằng sẽ được tiếp tục hát để theo đuổi ước mơ. Dù mẹ không nói những điều như tôi tự nghĩ, nhưng cho về nhà chắc cho đi hát rồi. Thời gian đầu, Evis Phương nhận được tình cảm sự đón nhận của khán giả như thế nào? Ông có thể chia sẻ những kỷ niệm ấn tượng với khán giả. Tôi là một trong những ca sĩ về nước rất sớm từ năm 1996 rồi 1998 để quay hai cuốn video. Nhưng mãi đến năm 2000 mới được hát live lần đầu, ngày 20 và 21 tháng 5 năm 2000. Hai đêm hát đều bán hết vé, nhưng đáng nói nhất là tình cảm của khán giả chính là động lực khiến tôi quyết định mua nhà và ở mãi đến tận hôm nay. Tôi nhớ rất rõ dư âm của hai đêm hát tại nhà hát Bến Thành lúc đó và sự yêu thương của khán thính giả. Nhiều gia đình cả ba thế hệ đều đi xem. Sự yêu thương của khán thính giả là kỷ niệm đẹp cho lần trở về đầu tiên và được hát tại Việt Nam của tôi. Ông từng mổ tim, trải qua cơn thập tự nhất sinh năm 1998 khi đã 53 tuổi. Tại sao ông không lựa chọn cuộc sống ăn dưỡng mà tiếp tục sự nghiệp ca hát, hầu như ngày nào cũng đi hát? Đối với tôi, hát giống như thở và phải thở mới được sống. Tháng 5 năm 1998, tôi trải qua cuộc phẫu thuật tim phải nói thập tử nhất sinh. Khi ấy tôi đúng 53 tuổi mà dòng họ từ ông nội đến cha và chú em của cha đều mất vào tuổi 53. Cuộc giải phẫu mười phần nguy hiểm nhưng khi bình phục, tôi cảm thấy được hồi sinh và khát khao được hát lại cháy bỏng như ngày đầu và thế là hát mãi cho đến tận bây giờ. Sự lựa chọn duy nhất của tôi lúc 16 tuổi đến ngày hôm nay còn sống là còn hát. Sự nghiệp ca hát hơn 62 năm, một quãng đường dài và đồ sộ, khi viết cuốn hồi ký dòng đời, làm sao ông có thể nhớ lại hết chi tiết cụ thể chuyện qua nhiều năm? Sau đó xây dựng cấu trúc nội dung mạch lạc tường thuật cho độc giả. Tôi không những nhớ một chuyện mà cả trăm cả nghìn câu chuyện. Vợ tôi hay đùa phải chi bố nhớ và giữ được tiền như những câu chuyện đời, dù bao nhiêu năm đã trôi qua thì tốt biết mấy. Tài liệu và hình ảnh còn giữ được nhiều vô số. Bây giờ những lúc rảnh rỗi ngoài giờ hát, tôi lại viết, ghi lại Viết ra để làm gì? Vì kỷ niệm cả một đời đi hát nhiều quá, có những điều đáng nhớ và viết ra thấy thú vị vô cùng. Ở tuổi này, Ê Viết Phương còn nhớ và thuộc gần 100 bài hát, thì cuộc đời, kỷ niệm của chính mình làm sao mà quên được. Cuộc đời ông trải qua nhiều thăng trầm. Khi viết xong quyển hồi ký dòng đời và nhìn lại tất cả một cách hệ thống, ông cảm nhận điều gì quan trọng nhất trong cuộc sống và sự nghiệp, chặng đường nào đối với ông là đáng nhớ nhất. Đáng nhớ nhất phải là tất cả. Vì cuộc đời đi hát của tôi quá nhiều thăng trầm, Đọc đi đọc lại dòng đời, tôi vẫn thấy, vẫn cảm nhận cuộc sống và sự nghiệp, tất cả những chặng đường đã qua đều quan trọng. Có thăng có trầm mới có Evit Phương ngày hôm nay, tôi chưa bao giờ cảm thấy không muốn hát, và còn hát thì còn nhớ. Nhớ tất cả để cảm thấy cuộc đời mình còn thật nhiều điều may mắn. Điều gì cần nhớ phải nhớ thôi, nhất là âm nhạc và những bài hát đã đi theo mình cả cuộc đời. Vua cả coi thắng ngô ném nhẫn cưới tuyên bố gắt sau khi bị Quang Lê tố ghen tuông kiểm soát Hà Thanh Xuân. Cách đây không lâu, Facebook cá nhân của vua cá coi Thắng Ngô chia sẻ dòng trạng thái khá tâm trạng. Số phận con người vốn dĩ không ai giống ai. Chính vì vậy, nhiều người đi vào con đường tăm tối vì họ không có sự lựa chọn. Đó là cách duy nhất để họ có thể thay đổi số phận. Nhưng cũng có nhiều người đi vào con đường tăm tối chỉ đơn giản, đó là sự lựa chọn nhẹ lòng. Nhưng điều gây chú ý hơn cả là đoạn clip vua cá coi đính kèm, ghi lại cảnh ông thả nhẫn cưới xuống nước, bày tỏ cảm xúc, đang cảm thấy tự do. Trên Facebook cá nhân, vua cá coi còn cập nhật luôn trạng thái đã ly hôn. Được biết dù chính thức thông báo ly hôn từ tháng 10 năm ngoái, được biết dù chính thức thông báo ly hôn từ tháng 10 năm 2023, Thắng Ngô vẫn đeo nhẫn cưới suốt thời gian qua. Việc Thắng Ngô đột ngột vứt bỏ nó ở thời điểm này khiến dân mạng bùng lên những nghi ngờ. Nhiều người liên hệ với phát ngôn của Quang Lê gần đây. Cụ thể, tham gia chương trình của Thúy Nga, Quang Lê tâm sự với người đồng nghiệp về mối quan hệ giữa mình và Hà Thanh Xuân. Anh khẳng định hai người là đồng nghiệp thân, nhưng Thắng Ngô là người ngoài ngành, không hiểu được điều đó. Chuyện tôi và Hà Thanh Xuân quen nhau, đồng nghiệp thì hiểu cho nhau, nhưng ông xã của Xuân chưa chắc đã hiểu vì anh ấy không làm trong showbiz. Chưa kể, gia đình chồng của Hà Thanh Xuân càng khó khăn không hiểu. Nghệ sĩ khi lập gia đình thì chồng và gia đình chồng phải biết thấu hiểu, như vậy mới giữ hạnh phúc bền lâu được. Nhiều khi Hà Thanh Xuân đang đi với chồng mà có tôi là không được. Bản thân Hà Thanh Xuân cũng ái ngại dù giữa chúng tôi không có gì. Vì thế nên khi Hà Thanh Xuân lấy vua cá coi chúng tôi dù thân cũng dần giãn ra như có sợi dây vô hình ngăn cản giữa chúng tôi. Quang Lê chia sẻ, sau khi ly hôn với Thắng Ngô, Hà Thanh Xuân đã gặp Quang Lê và nói chuyện này. Nữ ca sĩ mong đàn anh thông cảm vì thời điểm đó mình không thể làm gì khác. Ngoài tránh mắt anh, Quang Lê đồng ý bỏ qua chuyện cũ và vẫn thân thiết với đàn em. Trước đó vào năm 2022, Hà Thanh Xuân và vua cá coi Thắng Ngô công khai tình cảm rồi tổ chức đám cưới hoành tráng cùng năm. Dù vấp phải nhiều lời đám tiếu, bị dư luận mỉa mai nhưng cả hai vẫn bỏ ngoài tai. Tuy nhiên không được bao lâu, đến tháng 10 năm 2023, Hà Thanh Xuân thông báo cuộc hôn nhân của mình tan vỡ. Nữ ca sĩ thừa nhận hai người chưa đăng ký kết hôn nên dù đã làm đám cưới, họ vẫn là người độc thân trên giấy tờ ly hôn xong cả thắng ngô và hà thanh xuân đều có cuộc sống riêng không nhắc đến đối phương hà thanh xuân lại thường xuyên xuất hiện bên quang lê như trước khiến dân mạng đồn thổi hai người có mối quan hệ trên mức bình thường cả hai nghệ sĩ đã lên tiếng phủ nhận chuyện này và cho biết chỉ là đồng nghiệp thân thiết thôi Cơ ngơi của Hà Thanh Xuân ở Mỹ rộng 600 mét vuông, vườn nhà đủ loại hoa và trái cây ăn không hết. Bên cạnh những thông tin liên quan đến cuộc hôn nhân với vua cá coi Thắng Ngô, cuộc sống hiện tại của Hà Thanh Xuân cũng được cư dân mạng quan tâm. Thời gian qua cô ở Mỹ cùng gia đình, tại đây gia đình Hà Thanh Xuân sở hữu cơ ngơi rộng rãi, diện tích nhà và đất lên đến hơn 600 mét vuông. Trong đó khu vực thường xuyên được nữ ca sĩ chia sẻ lên trang cá nhân là khu vườn ngập tràn hoa quả. Được biết khu vườn do ba mẹ Hà Thanh Xuân chăm sóc, nhà cô rất thích sen đá nên trong vườn có đến hàng trăm chậu sen đá. Trong một clip giới thiệu ở khu vườn năm 2021, nữ ca sĩ cho biết ban đầu mình chỉ mua rất ít cây nhưng nhờ đất tốt và sen đá dễ sống nên cứ thế lớn lên phủ kín sân vườn. Ngoài sen đá, vườn nhà Hà Thanh Xuân còn có rất nhiều loại trái cây như bơ, cam, lựu, đào hồng, táo đỏ, táo tàu. Cây nào cây nấy chi chít quả nên nhà cô phải làm cột chống đỡ cho cây khỏi gãy cành. Khu vườn cũng có rất nhiều hoa hồng được trồng dọc theo lối đi, vì ba Hà Thanh Xuân rất thích hoa hồng. như vậy mà nữ ca sĩ có những tấm ảnh selfie xinh đẹp bên hoa hồng. Mẹ Hà Thanh Xuân cũng tranh thủ trồng một số loại rau thơm như xả, rau húng, hành lá để gia đình sử dụng. Thái Châu trải lòng về những ngày nước mắt lưng tròng khi ra nước ngoài sinh sống. Tập 7 Người kể chuyện tình lên sóng với chủ đề là những ca khúc gắn với nhạc sĩ Thanh Sơn. Đêm thi là màn tranh tài của Hoàng Ngân Ánh, Hoàng Luân, Mạnh Nguyên. Đảm nhận vai trò giám khảo gồm danh ca Thái Châu, nghệ sĩ Thanh Hằng, ca sĩ Như Hảo. Chương trình còn có sự góp mặt của khách mời Lê Duy Lâm, con trai của nhạc sĩ Thanh Sơn. Trong đêm thi, thí sinh Hoàng Luân lựa chọn ca khúc Hình bóng quê nhà để chinh phục ban giám khảo. Đây là một trong những ca khúc nổi tiếng của nhạc sĩ Thanh Sơn thuộc dòng nhạc dân ca trữ tình. Trên sân khấu, nam thí sinh gây xúc động khi kể về nỗi niềm của những người con xa xứ, luôn mong mỏi đến ngày được trở về quê hương. Giọng hát ngọt ngào cùng diễn xuất tự nhiên của anh khiến khán giả và giám khảo cũng rơi nước mắt vì xúc động. Theo dõi bài thi của Hoàng Luân, danh ca Thái Châu nghẹn ngào nhớ về khoảng thời gian sống xa quê. Ông giờ nước mắt trải lòng, tôi cứ nhớ về nơi mình sinh ra, lớn lên hay những phong tục tập quán, bao nhiêu đó thôi mà tôi nhớ. Có những chiều tôi ngồi bên song cửa sổ, nhìn ra cái hướng về nhà mà nước mắt lưng tròng. Cũng theo nam giám khảo, Hoàng Luân có phần diễn xuất thoải mái nhưng có chút bỡ ngỡ khi hát giọng giật miền Nam. Thái Châu nhắn nhủ, bạn cần thêm một chút gia vị ngọt ngào mượt mà vào bài hát để tỏa sáng hơn với tiết mục này, mặc dù sở hữu chất giọng tốt song đối với ca sĩ Như Hảo, Hoàng Luân chưa thể hiện được hết chất trữ tình quê hương. Tuy nhiên, nữ giám khảo cũng đánh giá cao sự bản lĩnh của thí sinh khi dám lựa chọn một ca khúc được nhiều người biết đến để thể hiện. Giai điệu của hình bóng quê nhà khi nghe sẽ tưởng rằng rất dễ hát nhưng thực ra là không hề, hy vọng ở những vòng sau bạn sẽ nghiên cứu nhiều hơn, cô nhắn nhủ. Giám khảo Thanh Hằng chia sẻ, giọng của bạn rất tốt nhưng có lẽ lần đầu tiên hát dân ca nên vẫn còn mới mẻ với bạn, nếu đi sâu và chịu khó nghiên cứu, tôi nghĩ rằng giọng hát của bạn sẽ hợp hơn. Sau khi nhận xét, nghệ sĩ Thanh Hằng xúc động chia sẻ những kỷ niệm khó quên khi hát những sáng tác của nhạc sĩ Thanh Sơn ở xứ người. Vừa hát về tới đầu làng thì tôi đã khóc, hình bóng quê nhà là kỷ niệm của tôi. Anh Lê Duy Lâm chia sẻ thêm, hình bóng quê nhà là ca khúc mà nhạc sĩ Thanh Sơn đã gói gọn cả cuộc đời mình. Anh tâm sự, từ lúc 12 tuổi, cha theo nội lên Sài Gòn lập nghiệp, tìm kế sinh nhai, cha làm qua rất nhiều công việc khác nhau, nhớ lại ký ức của những năm tháng tuổi thơ. Ông đã viết, đâu rồi ngày xưa, ai đón ai đưa, nắng đổ chiều mưa. Với phần thi này, Hoàng Luân nhận được 9,75 điểm từ danh ca Thái Châu và ca sĩ Như Hảo. Số điểm của nghệ sĩ Thanh Hằng được công bố sau khi các thí sinh còn lại hoàn thành bài thi vào ngày 3 tháng 8 trên truyền hình Vĩnh Long 1.